Chiều qua 29 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, ngành giao thông vận tải xây dựng đạt được kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đảm bảo phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chất lượng các đô thị được nâng cao, công tác quản lý tập trung đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Tăng cường trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh. Năm 2023 toàn tỉnh khởi công xây dựng mới 310 dự án công trình hạ tầng giao thông, dần hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, có tính kết nối, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội đánh giá cao kết quả ngành giao thông vận tải xây dựng đạt được năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Hải đề nghị ngành tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tập trung triển khai các quy hoạch trọng điểm của tỉnh, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục thu hút đầu tư trong lĩnh vực phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng, chú trọng kiến trúc cảnh quan đối với các công trình dự án trọng điểm, để nhanh tiến độ các dự án lớn nhờ nâng cấp đường cao tốc đội bài Lào Cai quy mô 4 làn xe, cảng hàng không Sapa cầu biên giới bản vượt ba sái đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp người dân trong chiều ngày 29 tháng 12 ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã công bố quyết định thành lập sở giao thông vận tải và sở xây dựng theo đó hai sở sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.